Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh là một trong những nét đẹp văn hóa thể thao của người dân địa phương. Trước cách mạng tháng 8, phần hội đơn điệu hơn, cả hoạt động văn nghệ thể thao chỉ mang tính chất phụ trợ cho phần lễ. Từ sau cách mạng tháng 8, lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh với phần hội phong phú mang ý nghĩa cổ vũ tinh thần cách mạng, mừng Tết độc lập của dân tộc và dần được phát triển đều khắp ở cả làng xã, vùng sông nước của huyện Quảng Ninh. Trong những năm gần đây, lễ hội đua thuyền truyền thống được huyện Quảng Ninh mở rộng về quy mô, số lượng, chất lượng, đồng thời trở thành sự kiện văn hóa chính trị lớn nhất được tổ chức trang trọng, chu đáo trong mỗi dịp Tết độc lập. Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh được khởi nguồn và phát triển hơn 500 năm nay với ý nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân an lành hạnh phúc. Trải qua bao nhiêu biến thiên của lịch sử, tuy nhiên đến nay lễ hội vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống cũng như mang bản sắc văn hóa riêng có của địa phương. Qua mỗi năm, lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh đều có nhiều đổi mới, góp phần bảo tồn, phát huy cả giá trị văn hóa truyền thống lâu đời. Quy mô tổ chức, cách thức tổ chức, nề nếp tổ chức và cái quy định điều lệ của giải được ngày càng làm rõ hơn và thu hút được cái lực lượng các vận động viên đua thuyền hăng hái tham gia đua thuyền đóng góp cho cái phong trào chung. Có thể nói rằng là đua thuyền truyền thống của huyện Quảng Ninh là một hoạt động mà nó có sức khơi gợi cuốn hút rất lớn. Năm nay, lễ hội thu hút 19 thuyền đua tham gia đến từ 13 xã thị trấn, gồm 11 thuyền nam và 8 thuyền nữ, với 450 vận động viên. Thuyền đua nữ tham gia thi đấu một lượt với chiều dài 7,5 km. Thuyền đua nam được chia thành hai hạng A và B, thi đấu ở cự ly đường đua là 15 km. Trong cái ký ức của tôi về cái lễ đua thuyền thì phải nói là từ rất lâu rồi. Từ năm 1979 là lần đầu tiên tôi được xem đua thuyền chính ngay dòng sông Nhật Lệ này. Những năm vừa rồi thì tôi chỉ được xem qua TV thôi. Đây là lần đầu tiên tôi được về trực tiếp xem đua thuyền trên sông Nhật Lệ. Và cảm giác của tôi cảm thấy là rất là sung sướng, tự hào. Cái sung sướng tự hào lớn nhất là thấy quê hương của mình sau 30 năm bây giờ thay đổi rất là nhiều. Nhà cửa thì khang trang hơn. Nhưng mà điều đặc biệt nữa là cái lễ đua thuyền, nó là một cái sự gắn kết, cái tinh thần của người dân rất là lớn. Tôi hy vọng rằng huyện mình luôn duy trì những cái lễ hội như thế này và đó là một cái nét đặc trưng văn hóa. Với mục tiêu xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng để Quảng Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn thân thiện đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Thông qua những hoạt động văn hóa độc đáo có quy mô lớn như thế này, Quảng Ninh mong muốn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, không chỉ nhằm bảo tồn những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc, mà còn góp phần đẩy mạnh cả hoạt động du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xác định là càng tổ chức về sau thì càng phải có là tổ chức chú đáo hơn, tốt hơn và lễ hội được nâng tầm cao hơn. Để trở thành là một cái là sản phẩm văn hóa, là sản phẩm du lịch mà người dân ở trong địa bàn và ngoài địa bàn là mến mộ và yêu thích và trở thành món ăn tinh thần thể hiểu được, thì chúng tôi sẽ là quan tâm đến việc tuyên truyền quảng bá đến tất cả các nền tảng về cái giá trị, về cái tiềm năng, về cái lợi thế của lễ hội đua thuyền truyền thống. Thứ hai là trong quá trình tổ chức, chúng tôi sẽ nghiên cứu để giữ lại những cái tinh hoa mà hàng trăm năm nay ông cha để lại để là phát huy, cùng với đó là rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức để là gọn nhẹ hơn, hiệu quả hơn, khoa học hơn, để là cuốn hút được là du khách, cuốn hút là người dân khi đến là xem lễ hội. Kết thúc lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh năm 2024, ban tổ chức đã trao cả giải nhất, nhì, ba cho cả đội thuyền ở cả nội dung thi đấu. Trong đó, ở nội dung thuyền đua nam hạng A, giải nhất thuộc về đội xã Gia Ninh, giải nhì đội xã Duy Ninh, đội thuyền đua xã Trường Xuân đạt giải 3. Ở nội dung hạng B thuyền đua nam, giải nhất thuộc về xã Hàm Ninh, giải nhì thuộc về đội thị trấn Quản Hầu, giải 3 là đội xã Vĩnh Ninh.
Ở nội dung thuyền đua nữ, ban tổ chức đã trao giải nhất cho xã Hiền Ninh, giải nhì đôi xã Vĩnh Ninh, giải ba cho xã Võ Ninh. Ban tổ chức cũng trao cả giải khuyến khích cho cả thuyền đua của các đơn vị. Dạ, trong quá trình tập luyện thì anh em cũng ngày đêm tập luyện hăng say, nói chung cũng là không bỏ một chút thời gian nào hết, là tập luyện nói chung là rất tích cực. Huyện Quảng Ninh miền tổ chức như thế này là chị em là rất cảm ơn và có một cái phong trào là rất ý nghĩa, và để cho chị em và tất cả của xã nhà và dưới mọi xã khác là đều để mà giao lưu học hỏi, là nỗ lực để mà phân đầu để quyết tâm để có cái truyền thống miền duy trì mãi mãi và sau này. Thành công của lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ hàng năm là sự tiếp nối giá trị truyền thống văn hóa mà cha ông để lại, đồng thời sẽ là động lực để đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Ninh quyết tâm gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với ý nghĩa vốn có của lễ hội.